Rồi nào, đọc đi. Minimize đọc là gì? Ai. Bay đọc là ai luôn. Tiếp theo facility là y. Hai đọc là ai. Vậy khoanh câu nào. Rồi tiếp theo phân rural, cross và struggle, chọn nào rural nè. Hero là chữ hờ, hai chữ kia. Out là chữ hờ câm. Home, hop. À, đọc câu B cho cô. Rồi recycle là ai? À, recycle là ai? The right. Rồi empty là y. Try là ai? Vậy khoanh câu nào? Câu nào? Rồi đẹp trai hả? Rồi giờ này chỉ nghĩ đẹp trai thôi. David nên học hành chăm chỉ để mà đâu? Cấu trúc để mà câu nào đúng? What time will mean gì? Thấy will chưa? Đằng sau will là động từ nguyên mẫu đâu. Một động từ nguyên mẫu cho cô. Right. Người đàn ông. Bây giờ đây là con phát hiện đây là cái loại câu gì? Hiện tại phân từ. Hiện tại phân từ là động từ thêm ing đấy các bạn. Người đàn ông hả? Lúc nào mà 2 chấm? 12 tháng 1. 12 tháng 1 hả? Để lát cô kiểm tra lại coi. Rồi standing. Bữa sau nhớ chụp hình gửi sang Zalo cho cô làm bằng chứng nghe chưa? Làm bằng chứng cứ khoan chứ khoan. Làm bằng chứng để nhiều khi dò nó dễ đó. Standing. Tiếp theo thật là khó khăn để mà gì? It's difficult rồi sao nữa? To find a job nào. Rồi sang câu 5 là gì Châu? Châu ơi câu 5 là gì? Câu 5 là C. Sao mà C được con? Đằng sau good you mind là gì? Động từ thêm ing. Bạn Nhi chọn đây. Câu 5 gì? Rồi bạn Châu câu 6 đây. Đằng sau how about là gì? Động từ thêm ing luôn cho cô. Đây là câu đề nghị. Rồi how about khẩu động từ thêm ing chọn cái nào? Sai. Going to. Rồi Châu tập trung vào con. Sang câu số 7 đây. Ngôi nhà được gì? Painted. Tại sao chọn painted? Ủa hai nhỏ có nghe không? Tại sao chọn painted? Tại sao chọn painted nhanh? Hả? Tại sao? Đúng rồi, không phải, cô bị động. À, nhà của tôi được sơn là paint gì? Painted, nhá chưa? Do you mind? Bạn có phiền giving me the key? Bạn có phiền cho tôi chìa khóa không? No ai gì? I don't mind, nhá chưa? Rồi tiếp theo đi con. Rồi, bạn gì nhà bạn Châu? Châu ơi. Thì gì đây? Nào là thì gì? Thì tại đơn. Thì sai. Vậy là y making cho cô. Và đây every morning là thì hiện tại đơn. The ring thêm sờ vào. Đúng rồi mà. Bên này là y making. Một bên là tiếp diễn, bên đơn nó bệnh nó bạ. Quen đi. Này open gì Nhi? Open. In. Cô ba. Châu. À, cô ba Ngân. Hả? Sai, promise là thì gì? Hứa hẹn một điều gì trong tương lai chứ gì nữa? Chết rồi. Tôi thức dậy sớm để mà nào, bạn Châu. Cấu trúc để mà. Sâu át gì? Sâu át chu gâu. Bạn Châu có tập trung vào. Rồi, câu số 5 bạn bạn Nhi. For 6 years là thì gì đây? Đúng rồi, chia đi. Toàn thành kia sao? Hát tốt. Hát tốt. Rồi tiếp theo bài dưới nhanh này cô sang bạn kia cái. Cô đấy là em đúng hay là em ngu nữa cô? Để lát cô kiểm tra lại. Cô phải kiểm tra lại tin nhắn các kiểu đó. Rồi làm bên dưới đi cô sang mấy bạn kia cái. Con đọc câu này cho cô. Anh ta mời tôi tới bữa tiệc vậy tôi gì? Tôi gì? Anh ta mời tôi tới bữa tiệc là tôi được gì? Tôi được mời. Đây là thì gì? Bị động của hiện tại. Đơn. Ai gì? I am chứ gì nữa? Invite gì? Invited to the party. Chấm. Câu 2 bạn Nhi mà không làm được cô đập trong trận nè. Bây giờ nhá, could you move your car? Bạn có thể di chuyển cái xe hơi không? Vậy do you mind gì? Không được là chứ có ít ai đấy. Bạn có phiền di chuyển xe của bạn không nào? Moving your car. Ok. Câu 3. Bạn Châu, người đàn ông là Mr Lâm. Ông ta đang đi bộ về phía chúng tôi. Người đàn ông mà đang đi về phía chúng tôi là Mr Lâm. Đọc nhanh lên. Cả ba con cùng đọc luôn đi. The man walking làm cho có y. Trụ quốc gì? Trụ quốc us gì nữa? Y gì? Mr gì? Lâm. Rồi, làm việc trong điều kiện đó thì thật là khó khăn. Vậy là thật khó khăn để làm gì? Để làm việc Trung Quốc gì? In the condition. Rồi xong. Loạn mà kết đi, ngồi nói chuyện. Rồi Hạ Long bay làm mít rồi nè. Trả lời lên đi. Hạ Long bay nổi tiếng với ai? Biết không? Nổi tiếng với khách du lịch trong và ngoài nước đâu? Chỗ nào? Chỗ nào? Nằm ở đầu câu. Đây. Bầu Việt Nam gì? Vietnamese and International Tourist nè. Thấy chưa? Câu số 2. Một trong những cái điểm tham quan ở Vịnh Hạ Long là cái gì? Đâu? Cái nào? Con sẽ chép cái đoạn này tới đây cho cô là được. Câu số 3. What can visit the do? Du khách có thể làm gì khi họ tới Hạ Long City? Du khách có thể làm gì khi tới Hạ Long City? Đây. Đi dọc theo bãi cháy. Ok. Rồi, du khách có thể tìm thấy một vài cái cảnh đẹp nhất ở Đông Nam Á phải không? Yes, it's e. Đây nè, đúng không? Bởi vì nó có từ này nè. Có từ Đông Nam Á không? Có không? Nó có từ Đông Nam Á không? Đây, nó có đây. Cho nên câu này con trả lời là gì? Yes gì? Yes đây gì? Đây can. Hai con nhỏ kia chán ghê luôn á. Một trong những cái hang động đẹp nhất ở Vịnh Hạ Long là hang động nào? Hang động gì? Hang động đầu gì? Đầu gỗ hả? Đầu gỗ khê. Chả biết phải đầu gỗ không? Lên Google tra nhá. Hết, chuyển sang đề khác. Nhanh lên. Chép vào. Con ca ve đầu gỗ. Con ca ve đầu gỗ. Biết lên Google tra con. Có điện thoại để làm gì? Điện thoại để chơi game. Thì để lướt tóc hả?